Hãng xe thì hầu như là làm rất là chỉnh chu rồi, nhưng mà có một cái rất đáng tiếc các bác có thể nhìn thấy là cái lồng vè nỉ của các bác nha. Các hàng dòng xe mà để mà làm chống ồn cho dòng xe thì đi thì hầu như là vòng vè nỉ đây này, hầu như cái này này, các bác thấy không ạ? Đấy, bên này túc sơn này, nó là lồng vè nỉ này. Đấy, khi mà đi vào cái này thì nó sẽ giảm ồn rất là đáng kể nhá. Nếu lồng vè của bác này, cái này là nhựa thì nó dội lên trong khoang xe, khoang động cơ và khoang nội thất của mình nó rất là to, mà khi mà làm cái lồng vè nỉ này thì nó lại rất là êm. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, đó là đi lâu thì nó sẽ như thế này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đi lâu thì nó sẽ như thế này. Và nó sẽ xệ xuống, nát hết, rủ hết xuống này. Đấy. Còn đây là cái lồng vè mới mà khi đã qua bên em xử lý rồi này. Các bác nhìn thấy nó sau khi xử lý nó mượt và đẹp như này. Và cái sau khi phủ cái hóa cứng cái lồng vè này rồi ấy, thì nó vẫn dẻo nhá. Cái lồng vè này nó vẫn rất dẻo và giữ được nguyên tính năng đàn hồi của chiếc lồng vè. Và thứ hai là nó sẽ không ngấm nước nữa. Khi mà không ngấm nước cái này nữa rồi thì em đảm bảo các bác là bác đi có 5 10 năm do cái lồng vè của bác nó vẫn không bị xệ nhá. Thì đây là em đang làm cho rất là nhiều dòng xe, các bác có thể nhìn thấy xung quanh em đây. Đây, từ Quyên Túc Sơn này, CRV này, CX5 này. Đấy, và đầy đủ các xe Santa Fe. Đấy, tất cả các là những cái dòng xe mà có lồng dòng SUV ấy, thì nó hay có cái lồng vè nỉ này. Đấy, bây giờ qua bên em xử lý hết hoàn toàn như này. Với những cái gói như thế này bên em bảo hành cho các bác là 5 năm. 5 năm nếu có lồng vè nó bị xệ thì em sẽ xử lý hoàn toàn cho các bác. Đấy, các bác mà chưa biết xử lý lồng vè đâu nhá, hoặc là các bác mà đang đi dòng xe nào mà có lồng vè nỉ thì hãy comment phía bên dưới nhá, để bên em hỗ trợ và xử lý cho các bác. Còn xử lý ở đâu hãy đến với Akala Thái Nguyên các bác nhá.